lành, em an lành, sáu thời đều an lành ạ. Bây giờ con đi xuống đây, bởi vì bố đang đợi mẹ ạ. Con đi xuống đi. Vâng ạ. Gia đình chắp cánh cho đời con luôn bình yên hai tiếng thiêng liêng, con mong về lắm. Gia đình sum họp những phút giây thần tiên, bên mẹ cha ấm áp nụ cười dạy con lớn khôn, và con yêu 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 gia đình. Gia đình con yêu gia đình, gia đình con yêu. Gia đình trong giấc mơ con luôn muốn được về cùng gia đình, đây là căn bệnh phi trực tan biến. Gia đình là vòng tay, là yêu thương. Gia đình, gia đình, gia đình trong giấc mơ con luôn muốn được về cùng gia đình, đây là căn bệnh phi trực tan biến. Gia đình là vòng tay, là yêu thương. Gia đình, gia đình thương con nhiều lắm, biết rất khó khăn, và mỗi bước con đi hãy tin mẹ cha luôn dõi nhìn theo, biết bao tự hào. Hãy mạnh mẽ lên con của cha mẹ. Gia đình, gia đình chắp cánh cho đời con luôn bình yên hai tiếng thiêng liêng, mong con về lắm. Gia đình sum họp những phút giây thần tiên, ta sẽ chia ấm áp nụ cười cùng con lớn khôn, và con yêu 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 gia đình. Gia đình con yêu gia đình, gia đình sum họp những phút giây thần tiên, ta sẽ chia ấm áp nụ cười cùng nhau lớn khôn, và con yêu 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 gia đình, gia đình con yêu.